Rồi, ok, xin chào anh em. Lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ khóa 68. Thì vẫn như thường lệ mà thôi, tầm khoảng giữa tuần thì mình sẽ cho ra mắt một cái video để mà có thể cập nhật cho anh em những cái tin tức mới nhất trên thị trường diễn biến trong thời gian qua như thế nào nha. Để mà anh em có thể nắm kịp được là cái tình hình của chúng ta hiện tại chúng ta đang ra sao. Thì vào thời điểm mình thực hiện video này thì chúng ta đã trải qua khoảng là tầm khoảng mấy ngày vừa qua thì nó cũng hơi bị gọi là nhức nhối, cũng hơi bị tâm lý đúng không anh em? Tại vì là Bitcoin thì nó bơm đơm rất là thất thường, và hiện tại ngay tại cái thời điểm mình làm cái video này đó thì nó đang dao động ở tầm khoảng là 39.000 đô. Thì như mình đã nói rất nhiều ở trong những video trước đây thì cái tầm có khoảng từ 38, 39, 40 thì mình rất hy vọng rằng đây là một cái ngưỡng hỗ trợ rất là mạnh đối với Bitcoin, và nó sẽ không có thể nào mà nó lũng xuống tầm tầm dưới 38.000 nữa. Và khi mà nó đã lũng xuống 38.000 thì dưới 38.000 đó anh em thì chúng ta cần phải khá là gọi là cái bức tranh nó khá là tiêu cực đó anh em, thì chúng ta phải chuẩn bị tâm lý trước ha. Đó thì mình hy vọng rằng câu chuyện tương lai nó sẽ không xảy ra như vậy. Và tại sao là trong những ngày vừa qua đó anh em thì Bitcoin nó lại chuyển biến xấu đến như vậy? Thì nếu mà nói trong những ngày qua thì theo quan điểm của mình thì chúng ta đã gặp khá là nhiều phớt đó anh em. Đó tại vì là mình luôn muốn là chia sẻ và truyền tải đến cho anh em những cái thông tin nó tích cực thôi, nhưng mà chứ mình không có muốn là truyền tải cho anh em những cái thông tin nó tiêu cực làm cái gì cả. Nhưng mà đối với một cái người, đối với trong một cái vị trí là mình truyền tải thông tin cho anh em và cập nhật cho anh em thì mình phải đứng ở cái phía trung lập, nên là nhiều khi là những cái gì mà nó tiêu cực quá thì cũng mong anh em đừng có buồn lòng vì mình nha, tại vì mình cũng đang là một trader, mình cũng đang là một người holder như anh em thôi. Vì thế nên những cái phết mà mình ghi nhận được thì mình cũng khá là khó chịu về những cái phết đấy. Nhưng mà đó, như mình vừa chia sẻ thì dĩ nhiên là mình đứng ở một cái vai trò trung lập, nên là mình sẽ đưa tất cả những gì đến cho anh em tốt nhất có thể ha. Vậy cái first đầu tiên chúng ta gặp là gì? Thì đầu tiên anh em thấy là trong cuối tuần qua chúng ta đã gặp một cái first khá là lớn, đó chính là về MicroStrategy. Thì anh em biết đó, thì cái tin tức này đó thì mình nghĩ là nó khá là ảnh hưởng đến những cái người retailer, tức là những cái người mà họ và những cái nhà đầu tư bán lẻ trên thị trường đó anh em. Tại vì á, ngay tại thời điểm cái thông tin này nó lộ ra đó thì anh em biết là thị trường của chúng ta là hoàn toàn khá là sợ hãi luôn anh em. Và không chỉ riêng là thị trường những người bán lẻ họ ghi nhận cái thông tin này ra sao nữa, tại vì mình cảm thấy rằng là cũng có khá là nhiều bên họ đưa những cái thông tin này lên trang của họ và họ chưa có xác thực cũng như chưa có mổ xẻ ra nó là đúng hay sao. Thì ngay trong video ngày hôm nay mình sẽ giải thích cho anh em luôn. Thì tại ngay cái ngày mà 22 21 22 tháng 4 đó, tức là tầm khoảng là tầm cuối tuần qua, thì chúng ta có một cái tài khoản Twitter họ đưa lên rằng đó là MicroStrategy đang thực hiện là bán âm thầm Bitcoin, mà ở đây mình gọi tắt một cách gọi là họ bán chui mà họ họ không thông báo đó em, tức là họ đang đi ngược lại cái gọi là cái tuyên bố của công ty trước đây, tức là sẽ nắm giữ Bitcoin dài hạn và sẽ tiếp tục bổ sung và tích lũy mà thôi, chứ không hề bán ra bất kỳ một đồng Bitcoin nào. Như là cái tuyên bố trước đây của CEO Michael Saylor đó, thì ông nói rằng đó là dù dù thị trường chúng ta có đi vào một cái mùa đông crypto, dù thị trường của chúng ta có bị điều chỉnh, có bị như thế nào đi chăng nữa, thì ông cũng sẽ không bao giờ bán bất kỳ một Bitcoin nào cả anh em. Đó, nhưng mà tại vì cái tài khoản Twitter này đưa ra những cái dẫn chứng mà những cái dẫn chứng này là cho rằng, lại thẳng thừng tuyên bố rằng á là MicroStrategy đã âm thầm bán chui Bitcoin và bán tầm khoảng là 1.500 Bitcoin tương đương với 60 triệu đô la Mỹ anh em. Đó. Và cái dẫn chứng này á, cái tài khoản này họ đưa ra cái dẫn chứng là họ đưa ra hai cái địa chỉ ví, mà hai cái địa chỉ ví này họ lại cáo buộc cho MicroStrategy rằng là hai cái địa chỉ ví này là hai cái địa chỉ ví của công ty. Đó, nhưng mà khi mình track ra đó anh em, tức là và cái thời điểm cái tin này nó vừa leak ra một cái thì mình có track ra cho anh em đó, thì mình nói rằng á, mình có chia sẻ thông tin cho anh em rằng là khi mà mình dò về hai cái địa chỉ ví này, thì một cái địa chỉ ví nó được thành lập, nó được có một cái giao dịch đầu tiên và thành lập vào năm 2019, và một cái địa chỉ ví thứ hai đó thì nó lại được thành lập và có giao dịch đầu tiên vào năm 2018. Trong khi cái vấn đề mà MicroStrategy họ bắt đầu họ mua Bitcoin đó là vào tháng 9 năm 2020. Vì thế nên hai cái địa chỉ ví này nó không hoàn toàn là của MicroStrategy được anh em. Vì thế nên là cái việc mà chuyển qua chuyển lại thì nó là một thuộc bên phòng chủ khác chứ nó không phải là MicroStrategy. Nhưng mà cái cách mà cái tài khoản Twitter này đánh lừa nhà đầu tư là gì? Tức là khi mà chúng ta cộng lại cái số là 1.500 Bitcoin với tổng số Bitcoin mà đang hiện hữu ở trên hai cái ví này lại, thì nó lại tương đồng với cái số là 129.000 phẩy mấy Bitcoin đó, tương đương như cái số của MicroStrategy. Vì thế nên những nhà đầu tư đó họ cộng lại thì họ cảm thấy là à đúng rồi. Đó nên họ cuối cùng là họ lại bị tâm lý nó hoảng loạn khi mà họ chưa có xác nhận cái thông tin này. Thì đó là một cái cách đánh lừa đầu tiên mà mình nghĩ rằng là một cái phết, một tự nhiên tạo ra một cái phết đó, và nó khá là tinh vi đó anh em. Tức là
đối với một nhà đầu tư mà họ không, họ mới vào thị trường và họ chưa có đủ những cái kiến thức cũng giống như là cái kỹ năng cụ thể để mà họ research ra những cái đó, thì bây giờ họ cộng là họ thấy như vậy thì họ dĩ nhiên họ hoang mang rồi. Và ngay thời điểm cái tin này đưa ra đó, cái thông tin này đưa ra, thì ngay cả chính CEO Michael Saylor rồi ông cũng chẳng có nói năng gì cả. Thì cái điều này nó lại càng thể hiện một cái tâm lý khá là tiêu cực đối với những nhà đầu tư, rất là nhất là những nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường, họ bắt đầu họ sợ rồi đó. Và tiếp theo nữa thì chúng ta hãy nói về cái vấn đề gọi là vấn đề pháp lý. Vậy thì nếu một cái câu chuyện mà MicroStrategy bán ra mà không thông báo với nhà đầu tư, không thông báo với các cổ đông công ty, không thông báo với Ủy ban Chứng khoán Giao dịch của Hoa Kỳ là xác đó anh em, thì cái trường hợp này nó sẽ ra sao? Tại vì anh em biết cái là MicroStrategy là một cái công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán đúng không? Vì thế nên những cái thủ tục pháp lý nó rất là kỹ lưỡng anh em. Ngay cả cái việc mà MicroStrategy mua Bitcoin hay là MicroStrategy đưa Bitcoin lên bảng cân đối kế toán của công ty, thì họ phải đều có những cái văn bản pháp lý rõ ràng nộp đưa xét hết và trình ra hết. Thì như anh em cũng thấy đó, những cái thương vụ mà MicroStrategy mua bao nhiêu Bitcoin đó thì ông CEO Michael Saylor ông đều đăng lên trên trang cá nhân của ông và có văn bản rõ ràng đúng không? Vì thế nên chỉ vì 64 triệu đô mà ông không thông báo gì, ông không nói năng gì, thì dĩ nhiên là cái việc mà tự nhiên đánh đổi 63 triệu đô để mà đi tù hoặc là để mà dính tới những cái khung pháp lý nó hình sự nó gắt gỏng từ phía cơ quan pháp lý của Mỹ, thì mình nghĩ rằng nó không có đáng anh em. Và ông không thể nào mà ông đánh đổi cả một cái sự nghiệp của ông vì những cái này cả đúng không? Và chúng ta hãy lật lại một cái trường hợp của Tesla đi, là vào tháng 2 năm 2021. Mình nhớ không nhầm là vào tháng 2 năm 2021 hay là quý 2 gì đó, thì Tesla có bán khoảng là 10% cái lượng Bitcoin của mình và lời khoảng 200 mấy chục triệu đô đó. Thì ngay lúc đó thì ông Elon Musk ông bán thì ông cũng phải có cái văn bản để mà thông báo đến nhà đầu tư, thông báo đến cổ đông và ngay cả sát nữa đó, chứ không phải là bán xong rồi im anh em, giống như một cái trường hợp của đang xảy ra tại Việt Nam mình mà mình nghĩ rằng anh em ai cũng biết cái trường hợp đó hết đúng không? Đó. Và cái câu chuyện thứ ba và cái lý do thứ ba để mà MicroStrategy không thể nào làm như vậy được, tức là nếu mà anh em tìm hiểu về CEO Michael Saylor đó, thì ổng không có phải là một cái tỷ phú như bây giờ đâu anh em. Ổng từng chinh chiến khá là nhiều mặt trận rồi, và ngay cả về mặt trận chứng khoán nữa. Thì nếu mà anh em có theo dõi vào cái vụ mà dotcom những năm 2000 đó anh em. Đó, thì cái vụ dotcom đó thì ngay cả CEO Michael Saylor thì ông đã dính vào cái vụ khủng hoảng đó và tài sản của ông lao dốc nhanh chóng. Và anh em biết là MicroStrategy phải đứng bên một cái bờ vực, là một cái bờ vực phá sản đó anh em. Đó, và dĩ nhiên sau đó thì Michael Saylor ông cũng vượt dậy được MicroStrategy. Và những cái khoản đầu tư Bitcoin của ông á, đến bây giờ đó thì nó dĩ nhiên là nó có lời. Và ngay cả cổ phiếu của MicroStrategy nữa cũng được hưởng lợi đi kèm theo, rồi tăng trưởng rất là nhanh chóng, dường như là gấp 3, gấp 4 lần trong năm qua. Thì ông không có dạy gì mà ông đánh đổi cái việc là bán 1.500 Bitcoin để mà đánh đổi cái cả sự nghiệp nó lao dốc như vậy. Đó là trường hợp phi lý thứ ba đó. Mà ngay tại thời điểm đó thì mình theo dõi luôn là trên thị trường thì tất cả những anh em là đều bị cuốn vào cái tin này và không có mổ xẻ một cách kỹ lưỡng đó. Nên vì thế là, và ngay mà mình nghĩ rằng nó không chỉ xảy ra ở Việt Nam đâu, mà khi mà mình theo dõi cái trang nước ngoài thì họ cũng như vậy thôi. Thì tức là cái câu chuyện này nó không chỉ xảy ra ở cộng đồng Việt Nam, mà những cái retailer ở những cái bên phía quốc tế là họ cũng bị như vậy. Và dĩ nhiên rồi, chúng ta ngay đầu tuần này chúng ta đã có một cái thông tin khá là chính thức từ CEO Michael Saylor, đích thân ông cũng đã thông báo về cái việc này. Và dĩ nhiên là cái thời điểm ông thông báo thì dĩ nhiên là cái câu chuyện đã rõ ràng, nó lành mạch rồi đúng không em? Đúng không anh em? Nhưng mà cái việc mà nó để lại cái di chứng cho cái thị trường này là chúng ta không thể tránh khỏi đó. Và cái đó là cái first đầu tiên mà mình cho rằng là nó ảnh hưởng khá là lớn tới Bitcoin, biến động liên tục trong khoảng là cuối tuần qua. Và cái first thứ hai mà mình muốn gửi đến cho anh em, tức là cái first này thật ra là nó cũng không phải là một cái gì đó, nó phải là nếu mà chúng ta mổ xẻ kỹ lưỡng thì nó cũng không phải là cái gì đó quá là lo ngại đâu. Nhưng mà thực sự là nó ra sao thì anh em biết á, thì cái đề xuất Mika, tức là cái luật Mika của châu Âu á, thì tự nhiên bây giờ nó lại lộ ra những cái thông tin bí mật, tức là những cái văn bản mà họ thảo luận với nhau để mà họ đưa ra cái đề xuất cấm Proof of Work á anh em, tức là những cái đồng coin mà nó liên quan đến cái cơ chế Proof of Work đó, như là Bitcoin và Ethereum đó, chủ yếu là hai cái đồng đó. Thì bây giờ đó, nó đã xuất hiện thêm nhiều cái bằng chứng khác, những cái thông tin mà tự nhiên là trong cái nội bộ của họ họ thảo luận với nhau ra sao, thì bây giờ nó leak ra cái thông tin đó ha anh em. Tức là cái thông tin đó là nó đi xa hơn những cái đề xuất ban đầu, tức là họ hướng tới cái việc là họ cấm toàn diện luôn anh em. Họ cấm toàn diện giao dịch, họ cấm toàn diện về khai thác, họ cấm tất cả tương tật về những cái đồng coin liên quan đến Proof of Work, và chủ yếu là họ nhắc thẳng về Bitcoin luôn. Và họ nói rằng á, là cái việc mà cấm như vậy là cái điều dĩ nhiên, tại vì Bitcoin là sao, cái việc khai thác Bitcoin nó sẽ gây ra một cái sự tổn hại, một cái tổn thất khá là lớn về năng lượng, và nó gây ô nhiễm môi trường. Và họ lấy dẫn chứng rằng á, là cái việc mà Ethereum
đúng không? Ethereum chuyển đổi lên Proof of Stake vì cộng đồng, vì những cái khác, thì không thì chúng tôi cũng có thể áp dụng cái trường hợp đó đối với Bitcoin vậy. Nếu mà Bitcoin không chuyển lên Proof of Stake thì dĩ nhiên là Bitcoin bị khai tử đó anh em. Thì á, theo cái diễn biến của cái đề xuất Mika này thì nó cũng khá là nhằn, tức là ban đầu á, là họ đề xuất lệnh cấm, sau đó họ gỡ bỏ, sau đó là nó lại xuất hiện một cái lệnh cấm, nhưng mà đến thời điểm cuối cùng đó thì họ lại bỏ và họ tiếp tục họ thảo luận. Nhưng mà tự nhiên bây giờ đó, những cái thông tin bí mật giữa nội bộ thảo luận với nhau về cái đề xuất cấm đó, tự nhiên bây giờ họ lại leak ra anh em. Họ lại leak ra, và trong cái văn bản mà họ đưa ra như vậy, nó có những cái điểm, nó có những cái điểm mà nó khá là nghiêm trọng. Và những cái điểm khá là nghiêm trọng đó thì ở đây mình có nhắc, mình có đưa cho anh em, tức là nhiều phần mà chưa được công bố của phần tài liệu này á, thì nó vẫn chưa được công bố anh em. Và thậm chí nó còn được biên tập lại nữa. Thì cái điều này nó cho ta thấy là gì? Tức là cái đề xuất cấm ban đầu anh em thì hiện tại bây giờ nó vẫn đang trong một cái quá trình phát triển, và họ vẫn chưa đưa ra một cái kết quả cuối cùng. Và cái điều này á, nó có nghĩa rằng á, là tất cả những cái nỗ lực mà chống cái lệnh cấm này, chống cái đề xuất cấm này, dĩ nhiên là nó sẽ còn kéo dài và dài đó. Và cục diện chúng ta có thể sẽ bị thay đổi lớn trong tương lai. Và cái điều này nó lại gây ra một cái nỗi lo sợ đến cho nhà đầu tư, rằng là nếu mà cái đề xuất cấm này á, nó cứ được xào đi xào lại, như vậy, và lỡ sẽ có một cái ngày nào đó bên phía EU họ đưa cấm thiệt vào cái dự luật Mika này thì sao, đúng không anh em? Thì dĩ nhiên là đây là một cái phát thứ hai mà gây ra một cái tâm lý khá là lớn đối với những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường của chúng ta. Và dĩ nhiên á, và dĩ nhiên ở đây thì anh em cũng biết là ông Patrick Hansen là ông mà thường xuyên đưa về những cái thông tin về cái dự luật Mika này, và ông cũng là người đầu tiên mà cho chúng ta biết được rằng là những cái đề xuất cấm của bên phía EU họ đưa vào rồi họ gỡ bỏ ra sao. Thì ông Patrick Hansen này á, là một cái người trên Twitter mà ông nắm rất kỹ cái vụ việc này, thì ông cũng đã khẳng định rằng ngay tại thời điểm hiện tại thì cái việc mà leak thông tin như vậy, ngay tại cái thời điểm nhạy cảm của Bitcoin như vậy, thì đây đã là một cái first khá là lớn rồi anh em. Đó, anh em có thể thấy không, đây the manly first right now đó. Thì đây là một cái phát thứ hai mà mình cho rằng nó cũng tác động khá là lớn anh em. Và chúng ta đến một cái phát thứ ba, tức là ngay trong tuần này đó thì cái lệnh cấm khai thác Proof of Work luôn, cũng liên quan đến Proof of Work, chủ yếu là Bitcoin thôi, thì tại bang New York á, thì cũng sẽ được các nhà lập pháp của New York bỏ phiếu để mà thông qua cái dự luật này. Thì cái dự luật này chủ yếu thì họ cũng nêu tương tự như cái dự luật để cấm Proof of Work của bên phía châu Âu thôi, tức là họ sẽ khai tử đi cái việc mà đào Bitcoin, khai thác Bitcoin gì đó, tại vì họ cho rằng Bitcoin tiêu tốn quá là nhiều năng lượng và sẽ gây tổn hại rất là lớn đối với môi trường của chúng ta. Đó, thì ngay từ đầu tuần á, mình có đưa cái tin này cho anh em là vào thứ ba đó anh em. Thì ngay trong ngày hôm nay luôn, tức là thứ tư nè anh em thấy không? Ngay trong tối ngày 26 tháng 4 thì vào ngày 27 tháng 4 của chúng ta rồi, thì cái dự luật này nó được thông qua rồi anh em, thông qua là với 95 phiếu thuận và 52 phiếu chống. Thì đây là một cái tin cũng khá là tiêu cực đối với thị trường của chúng ta, tại vì như mình đã đề cập đó, ngay tại thời điểm nhạy cảm thì bất kỳ những cái gì mà nó liên quan đến cấm, nó liên quan đến hạn chế, nó liên quan đến những cái vấn đề mà không có tốt đối với Bitcoin nói chung đó, thì dĩ nhiên là nó sẽ ảnh hưởng tới giá của Bitcoin rồi. Và cái dự luật này á, nó sẽ được tiếp tục gửi đến của thượng viện bang, và sẽ được, nếu mà được thông qua đó, thì cái dự luật cấm của New York đó, cấm Proof of Work của New York sẽ được gửi đến thống đốc Kathy Hochul để mà phê duyệt anh em. Đó, thì ngay cả cái hiệp hội blockchain và ngay cả cái hội đồng đổi mới blockchain, tức là hai cái tổ chức mà có những cái tiếng nói rất là lớn đối với cái ngành của chúng ta, thì họ cũng đã đầu hàng với cái việc này rồi. Như anh em thấy đó, họ nói rằng là cái dự luật này nó đã được thông qua rồi, và chúng tôi cũng xin cảm ơn và chia buồn đối với những người mà họ đã ủng hộ cái việc mà khiến cho các nhà lập pháp có thể thay đổi những quan điểm về Proof of Work đó rồi. Và chúng ta tiến tới một cái phết thứ tư, và mình nghĩ rằng đây cũng là một cái phết nó diễn ra khá là đúng lúc đó. Như là vào tuần trước mình nói với anh em đó, tức là cái quỹ ETF Bitcoin đầu tiên của Úc á, là sẽ được khởi động, sẽ được giao dịch ngay trong ngày 27 tháng 4, đúng không, tức là ngày hôm nay nè đó. Nhưng mà ngày hôm qua thì tự nhiên đùng một cái quỹ ETF này nó bị gặp trì hoãn, và nó sẽ không có được giao dịch đúng ngày nữa, tức là nó sẽ bị trì hoãn tạm thời đó anh em, vì cái lý do, tức là về một cái nhà môi giới thứ ba gặp trục trặc với những cái gặp trục trặc với trong cái mối quan hệ với những nhà tạo lập thị trường để mà có thể niêm yết cái sản phẩm này đó. Thì mình nghĩ đây cũng là một cái sự gọi là tại sao nó lại trùng hợp đến như vậy nhỉ anh em. Đó, tại vì ngay trong tuần trước mình có đưa tin rồi, tức là cái quỹ ETF Bitcoin này á, thì bên phía của Cosmos Assessment đó, là một cái tổ chức là cái tổ chức đứng sau cái sản phẩm này, thì họ dự kiến rằng á, thì đây là một cái quỹ ETF Bitcoin đầu tiên của Úc, thì nó sẽ thu hút khoảng là 1 tỷ đô la nguồn tiền đổ vào cái sản phẩm này. Tức là thị trường của chúng ta một phần nào đó chúng ta cũng sẽ đạt được một cái lực kéo nhất định về cái khoản tiền này, đúng không? Nhưng mà tại sao chỉ một ngày trước khi được giao dịch
trước khi được niêm yết trên sàn thì tự nhiên lại gặp một cái sự cố như vậy. Và cái sự cố này thì dĩ nhiên là gọi nó là first thì cũng không đúng, nhưng mà tại sao nó quá là trùng hợp đến như vậy thì mình cũng không có hiểu luôn. Đó, tự nhiên nó kéo thị trường xuống như vậy. Đó, và như anh em cũng biết đó, thì tự nhiên bây giờ chúng ta có những cái phớt về mặt lý nè, rồi sau đó chúng ta có những cái mà khiến cho nhà đầu tư mong đợi thì bây giờ nó cũng bị trì hoãn luôn. Thì dĩ nhiên nó lại quá là hợp lý đối với cái diễn biến giá của Bitcoin ngay tại thời điểm hiện tại thôi, đúng không anh em? Và một cái điều nữa, tức là bây giờ nếu mà anh em đối chiếu sang một cái thị trường gọi là cái thị trường chứng khoán chung của trên thế giới và những cái thị trường tài chính, những cái thị trường tài chính khác đó, và ngay cả cái thị trường chứng khoán của Việt Nam chúng ta, thì anh em cũng thấy rằng là nó dường như nó có một cái sự liên quan khá là nhất định. Tại vì là cái thị trường chứng khoán chung của thế giới thì bây giờ nó cũng đang down khá là nhiều. Đó, thì anh em biết là trong là cái việc down của nó là gì, tức là cũng vào đầu tuần này thì chúng ta có một cái thông tin khá là áp lực từ chủ tịch Fed anh em, tức là ông Jerome Powell, thì ông nói rằng là bây giờ cái tình trạng lạm phát nó khá là cao. Vì thế nên là Fed đó, họ sẽ có thể tăng đến lãi suất là 0.5% vào tháng 5. Thì anh em biết đó là những cái phát biểu rất là gây áp lực đến từ chủ tịch Fed. Mà thị trường của chúng ta đó, bây giờ anh em biết đó, chúng ta đã có một cái mối liên hệ rất là mật thiết đối với những cái thị trường tài chính chung rồi. Đó, bằng chứng là anh em thấy thị trường chứng khoán chung lao dốc, thị trường chứng khoán Việt Nam lao dốc, crypto lao dốc, đúng không? Và còn đặc biệt hơn nữa là trong sáng ngày hôm nay thì chúng ta có những cái báo cáo tài chính từ những công ty công nghệ lớn trên thế giới như là Google hoặc là như là Microsoft. Thì cả hai công ty này cái báo cáo tài chính trong quý 1 của họ là họ đều không khả quan anh em. Đó, thì nó lại quay là một cái câu chuyện rằng là cái mối liên kết giữa cổ phiếu công nghệ, thị trường chứng khoán chung và crypto. Đó, bây giờ nó đã đi theo một cái guồng, nó dường như là nó không thể nào nó tách rời nhau nữa rồi anh em. Nếu mà mấy năm trước anh em thấy á, mấy cái thị trường khác nó cứ giảm hay sau đó thị trường của chúng ta tăng trưởng đúng không? Nhưng mà dần gần đây thì anh em thấy rằng nó đã gần sát nhau rồi, tất cả đều lao dốc, thì crypto của chúng ta cũng bị lao dốc mà thôi. Đó, thì nhiều, và cái việc mà những cái công ty công nghệ hàng đầu như vậy họ ghi nhận cái mức doanh thu nó bị thua lỗ, nó không khả quan về cái hoạt động kinh doanh của họ, thì dĩ nhiên bây giờ đã xuất hiện một những cái thông tin cho thế giới, họ cho rằng là có thể thế giới tài chính của chúng ta đang bước vào một cái chu kỳ suy thoái, anh em hiểu không, một cái chu kỳ suy thoái chung. Vì thế nên cái việc mà crypto bị ảnh hưởng như thế này đó cũng là một cái câu chuyện khá là dễ hiểu. Và để mình đối chiếu cho anh em xem thì ngay cả cái Fear and Greed Index, tức là một cái gọi là cái chỉ số, tức là nó giống như một chỉ số tham lam và sợ hãi của bên thị trường crypto của chúng ta đó, thì ở bên thị trường chứng khoán toàn cầu đó, nhưng kiểu là ở bên Mỹ thì bây giờ họ cũng đang khá là sợ hãi rồi. Nếu mà chúng ta đối chiếu qua cái chỉ số tham lam và sợ hãi của thị trường crypto thì nó cũng đều như nhau thôi, một bên là sợ hãi và một bên là cực kỳ sợ hãi, thì đủ để cho anh em hiểu được rằng á, là không chỉ riêng crypto của chúng ta đang bị chịu ảnh hưởng nặng nề đâu anh em, mà cả thị trường chung bị ảnh hưởng nặng nề nữa. Và nhất là trong bối cảnh đang có một cái những cái tiêu cực nó xảy ra hàng loạt luôn anh em. Đó, những cái ông lớn ông cũng lao dốc rồi, người ta suy thoái, và ngay cả tình trạng mà chiến tranh giữa Nga và Ukraine thì bây giờ nó cũng chưa có một cái kết quả rõ ràng, và nó cứ dai dẳng như vậy, và thậm chí nó ngày càng leo thang nữa, thì anh em cũng đủ hiểu rằng là bây giờ một cái bóng tối đang bao trùm cả crypto và cả thị trường chứng khoán luôn. Vì vậy chúng ta không thể nào chúng ta có thể nói là tại sao crypto lại lao dốc như vậy, không anh em, cả thị trường chung đều như vậy hết nha. Rồi, và xét riêng về những cái chỉ số on-chain của Bitcoin thì mặc dù nó lao dốc như vậy, nhưng mà anh em thấy không, trong tuần này đó thì chúng ta lại ghi nhận một cái đáy mới khi mà chúng ta xét về cái chỉ số là Bitcoin Exchange Reserve nha, tức là một cái nguồn dự trữ Bitcoin ở trên các sàn giao dịch đó. Thì vào tuần trước là vào tầm khoảng ngày 17, 18 tháng 4 mình có đưa tin cho anh em trong một cái video một lần vào tuần trước, thì nó chỉ đang dừng ở đây thôi. Nhưng mà trong tuần này, tính đến thời điểm hiện tại luôn, thì Bitcoin đã lập một cái đáy mới rồi, tức là nguồn dự trữ Bitcoin trên cái sàn giao dịch đã là một cái đáy mới rồi. Và cái điều này nó chứng tỏ là gì? Nó chứng tỏ là mặc dù giá Bitcoin đi xuống, giá Bitcoin crash, giá Bitcoin bấm đâm, thì người ta vẫn rút Bitcoin ra khỏi cái sàn giao dịch để mà đưa về cái ví lưu trữ của mình. Thì đây cũng là một cái tín hiệu khá là tốt anh em, một cái tín hiệu tốt nhỏ nho đối với Bitcoin mà thôi. Rồi, và xét về cái net flow thì anh em thấy á, như mình cũng đã đề cập ở đầu video, là tại sao mình lại rất là tin tưởng cái mốc từ 38 đến 40.000 đô ha anh em. Tại vì đây là một cái mốc mà mình cho rằng một cái hỗ trợ khá là quan trọng. Tại vì chúng ta thấy rằng là khi Bitcoin lao về những cái mốc như thế này thì chúng ta đã có những cái cột đỏ rút Bitcoin ra khỏi sàn giao dịch khá là căng ở cái điểm này. Tức là phe bull anh em, phe bull thì họ đang bảo vệ cái ngưỡng này khá là tích cực luôn. Đó, thì anh em thấy đó, chúng ta có những cái đợt kéo dài từ đầu tháng 4 khi mà Bitcoin cứ rớt về cái vùng 38-39, thì chúng ta thấy có những cái cây rút Bitcoin ra khỏi sàn như thế này, và hiện tại nó vẫn như vậy nha anh em.
nó vẫn như vậy. Thì ngay từ khoảng là đầu tuần rồi, từ khoảng là ngày 19 tháng 4 đến nay, thì anh em thấy khi mà giá Bitcoin cứ rush như vậy thì chúng ta đã có những cái lực bull, những cái lực mà rút Bitcoin ra khỏi sàn nó như thế này, và dường như nó lớn ác cái lực đẩy Bitcoin lên sàn nha anh em. Đó, và đó là cái lý do tại sao là đến thời điểm hiện tại khi mình làm cái video này thì mình vẫn rất tin tưởng rằng là chúng ta sẽ không thể nào chúng ta bị lủng cái ngưỡng dưới 38.000 đô đó. Rồi, và tiếp theo nữa, nếu mà chúng ta nói về cái chỉ số mining difficulty, tức là mình đã đưa vô trong video đợt trước cho anh em, tức là cái độ khó đạp Bitcoin đó, thì đến hiện tại thì nó vẫn đang di chuyển khá là bình thường thôi, kể từ khi mà nó crash vào tầm ngày khoảng là nó giật tầm khoảng ngày 13-14 nè, thì hiện tại nó đang đi khá là bình thường. Và cái điều này thì một cái tín hiệu khá là tốt về mặt phía thợ đào ha anh em. Cùng với đó là cái việc hash rate đó, thì trong ngày hôm nay thì nó cũng đã lập một cái ATH mới. Thì cái điều này nó cho chúng ta thấy điều gì? Nó cho chúng ta thấy được rằng á, là mặc dù giá Bitcoin đang biến động khá là khó chịu như vậy, nhưng mà xét về những cái chỉ số on-chain thì nó vẫn đang rất là tốt anh em. Chứ mình không thể nào mình nói nó xấu được. Cái việc mà nguồn dự trữ của Bitcoin trên các sàn dịch nó rớt, nó đâm xuống, tức là người ta đang rút ra đúng không? Rồi net flow nó cũng cho thấy được rằng là bên mua đang mua rất là kịch liệt đối với này. Hash rate cũng tăng trưởng, lập một cái mức ATH mới trong ngày hôm nay. Anh em thấy nè, nó lập 217,28 ETH trên giây. Nó còn cao hơn cả cái đợt vào tầm tháng 2 nữa anh em. Tức là sao? Tức là chúng ta thấy là cái tín hiệu của các thợ đào họ bắt đầu họ quay trở lại, họ khai thác một cách rất là mạnh mẽ, rất là sôi nổi ở trong cái lĩnh vực của họ, thì cái điều này nó tốt cho Bitcoin mà thôi. Đó, và cùng với đó là anh em thấy không? Anh em thấy là cái chỉ số miner reserve này, tức là cái chỉ số mà cái nguồn dự trữ Bitcoin trong túi của thợ đào ra sao? Tức là cái chỉ số này nó cho chúng ta biết được rằng là Bitcoin trong ví thợ đào đang được hoạt động như thế nào. Đó, thì cái chỉ số này nó phản ánh được rằng là cái đường này là tức là Bitcoin trong túi thợ đào nó vẫn nằm yên ở đó, chứ nó không được bán ra thị trường anh em. Nếu mà nó bán ra thị trường thì anh em thấy cái chỉ số này nó sẽ đâm xuống, tức là nó sẽ cắm xuống đó. Rồi, thì chúng ta hãy zoom một tí về cái điểm này thì anh em thấy đó, nó đúng không? Là như mình đã đưa tin tầm khoảng là 2-3 video tuần trước rồi, thì mình liên tục nhắc về cái vấn đề là tại sao Bitcoin nó lại crash như vậy, là sao Bitcoin nó lại khó chịu như vậy. Đó chính là vì thợ đào. Thì anh em thấy trong cái khoảng thời gian đó đó, trong cái khoảng thời gian mình đưa tin cho anh em, thì anh em thấy là cái chỉ số miner reserve á, nó cứ cắm đầu như thế này. Đó, nó cắm đầu như thế này. Nhưng mà chúng ta rất là may mắn khi mà trong tuần này giá Bitcoin vẫn đâm như vậy, nhưng mà cái chỉ số miner reserve này nó lại bắt đầu nó móc lên ha anh em. Đó, nó móc lên, và đến thời điểm hiện tại nó vẫn móc lên, chứng tỏ là các thợ đào thì bây giờ họ xả thì họ cũng đã xả rồi, những ai xả đã xả rồi, và bây giờ bắt đầu một cái chu kỳ accumulation mới, một cái chu kỳ tích lũy mới của thợ đào. Thì đây cũng là một cái tín hiệu rất là tốt đối với chúng ta về bên phía thợ đào, một cái tác nhân mà trong hầu như là trong tháng 4 họ đã thể hiện những cái bức tranh nó khá là xấu về cái việc mà tạo được những cái áp lực bán tháo Bitcoin anh em. Rồi, và một cái biểu đồ cuối cùng mình muốn đưa cho anh em là để cho chúng ta biết rằng là những ai đang bán vào thời điểm hiện tại, thì cái biểu đồ này mình dựa vào CryptoQuant. Là cái biểu đồ này á, thì anh em thấy á, là đây là cái biểu đồ chỉ cho chúng ta biết được rằng là những cái người họ đang đẩy Bitcoin lên sàn là ai. Thì anh em thấy nè, đó cái đường màu tím nhạt này, tức là những người mà họ nắm giữ từ 10 đến 100 Bitcoin, họ đang đẩy lên các sàn giao dịch để bán anh em. Và tiếp theo đó chúng ta có những cái đường màu khác, như là đường màu tím đậm là từ 100 tới 1000 Bitcoin, màu hồng nè từ 1000 tới 10000 Bitcoin, và dường như là cái màu đỏ đúng không? Màu đỏ là từ 10.000 Bitcoin trở lên. Thì đây được coi là cá voi rồi anh em. Đó, thì anh em thấy đó, thì trong, để mình dịch cái này qua một tí, thì anh em thấy đó là trong trong những cái ngày vừa qua, đó trong những cái ngày vừa qua, thì anh em thấy là cái lượng mà cái số người mà họ nắm giữ cái Bitcoin mà họ đưa lên các sàn giao dịch đó, thì dĩ nhiên là nó vẫn nằm trong mức là từ 10 tới 100 Bitcoin mà thôi. Chứ nó không phải là cái màu quá là đậm chiếm một cái phần lớn ưu thế như là những cái ông như thế này. Thì cái điều này nó cho chúng ta thấy rằng là nó giống như một cái câu chuyện mà mình nói từ hồi về đầu video đó, tức là hiện tại thì những cái nhà đầu tư retailer, những cái nhà đầu tư bán lẻ thì họ mới đang bị hoảng loạn thực sự mà thôi, chứ còn cá voi thì họ vẫn tiếp tục tích lũy anh em. Đó, nó chứ thực sự là cá voi họ chưa đem lên để mà họ xả đâu. Đó, và nếu khi nào mà chúng ta thấy được rằng những cái đường như thế này nè, những cái đường màu tím, những cái đường màu này, những cái đường màu này mà nó lại chiếm một cái cách khá là ưu thế như vậy, như anh em thấy ở đây nè. Đó, chúng ta có một cái cây cột cao dựng thẳng ở đây, nó thuộc về từ 100 tới 1000 Bitcoin. Thì anh em thấy là hồi vào đầu tháng 5 đó, thì chúng ta đã có một cái cú crash nó kinh khủng như thế nào ở đây. Đó, nhưng mà hiện tại thì nó chỉ rơi vào màu tím nhạt mà thôi. Thì chứng tỏ là các nhà đầu tư retail là họ đang bán, chứ không phải là những whale hơn em. Rồi, tiếp đến thì trong tuần này nó cũng có những cái sự kiện khá là thú vị về mặt pháp lý, mà mình cho rằng nó cũng một phần đó nó kéo lại thị trường. Như là chúng ta có cái đất nước Cộng hòa Trung Phi, một cái quốc gia cũng khá ít người biết ở châu Phi anh em, thì họ đã thông qua một cái dự luật điều chỉnh crypto rồi. Và
Để mình đính chính lại cái thông tin này một tí, tại vì là nhiều anh em cũng đang tưởng nhầm rằng là Cộng hòa Trung Phi họ đã hợp pháp hóa Bitcoin và cho Bitcoin làm tiền tệ, nhưng mà thực sự không phải nha anh em. Tại vì là bên phía chính quyền của Cộng hòa Trung Phi họ vẫn chưa xác nhận cái thông tin này, và cái việc mà họ chỉ mới xác nhận đó chính là họ thông qua một cái dự luật chính thức để mà điều chỉnh crypto mà thôi. Đó, nên là mình xin đính chính lại cái thông tin này cho anh em, tại vì mình cũng cảm thấy rất nhiều bên là họ nói rằng là Cộng hòa Trung Phi đã hợp pháp hóa Bitcoin và trở thành một cái quốc gia thứ hai để mà có thể dùng Bitcoin làm tiền tệ, thì không phải nha anh em, tức là họ chỉ mới vừa thông qua thôi. Nhưng mà cái động thái này cũng cho chúng ta thấy rằng là cái con đường mà họ mở đường cho Bitcoin làm tiền tệ trong tương lai thì nó cũng là một con đường khá là gần mà thôi, tại vì là chính phủ họ đã nhắc rất nhiều về cái vấn đề này, chính phủ Cộng hòa Trung Phi đó thì họ đã nhắc rất nhiều về cái vấn đề này, và họ nói là cái con đường mà tiến tới Bitcoin là sẽ giúp cho Cộng hòa Trung Phi có thể cải thiện nền kinh tế của họ. Và cũng trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng ghi nhận một cái big news khác về mặt pháp lý, đó chính là Thượng viện Brazil họ đã chính thức thông qua một cái dự luật điều chỉnh tiền mã hóa đầu tiên trong nước của họ nha anh em. Tức là đây là cái dự luật đầu tiên của Brazil. Mà Brazil là một quốc gia như thế nào thì anh em cũng đã đủ biết rồi, họ là một cái quốc gia rất là lớn đối với khu vực Nam Mỹ và nói riêng và trên toàn thế giới nói chung nữa, và cái nền kinh tế của họ cũng khá là phát triển. Và cái việc mà Thượng viện Brazil họ chính thức thông qua một cái dự luật này á, thì chúng ta có thể hy vọng được rằng Brazil sẽ tiến tới một cái con đường gọi là một cái con đường mở cửa một cách hợp pháp đối với crypto, và cao hơn nữa đó chính là họ chấp nhận luôn Bitcoin làm tiền tệ luôn. Nhưng mà cái việc mà Thượng viện Brazil họ thông qua như vậy đó thì chúng ta còn phải thông qua hai vòng nữa, tức là chúng ta còn phải thông qua Thượng viện và chúng ta trước khi đến tay của Tổng thống để mà có thể phê duyệt và ký ban hành thành luật. Nhưng mà nhiều cái nguồn tin mà mình ghi nhận được đó anh em, thì ngay khi mà Thượng viện Brazil họ thông qua cái dự luật này đó thì dường như là bên phía Hạ viện họ cũng không có một cái gì gọi là đối chấp hoặc không có gì ngăn cản cả, và tâm lý của cả đôi bên đều đang rất là cởi mở về cái vấn đề này. Nên mình cho rằng là cái việc mà Brazil sẽ một ngày nào sẽ chính thức mở cửa cho Bitcoin, cho crypto của chúng ta, thì đó chính là một cái chuyện về thời gian sắp tới thôi anh em, chứ nó không có một cái vấn đề gì tranh cãi ở đây cả ha. Rồi và tiếp theo thì chúng ta có một cái thông tin mà cũng khá là hot trong vài ngày qua, đó chính là Elon Musk đã mua lại thành công Twitter với giá là 44 tỷ. Thì sau khi lần nhằn qua lần nhằn lại thì cuối cùng Elon Musk ông cũng đã mua được Twitter rồi. Và cái việc mà Twitter đó luôn được xem là một cái cổng thông tin để mà các dự án họ lên đó họ đưa thông tin đến người dùng, rồi những cái KOL, rồi những cái trend gì đó thì đều được đưa lên Twitter rất là nhiều, đặc biệt là với thị trường của chúng ta nữa. Mà Elon Musk thì anh em biết rồi, ông dĩ nhiên không là một người khá là đặc biệt đối với thị trường của chúng ta, qua những cái việc mà ông siêu đót nè, rồi ông đề cập đến những cái dự án hay sao đó, thì đó đã là một cái thương hiệu của Elon Musk rồi. Thì cái việc mà ông mua lại Twitter thì chúng ta sẽ còn khá là nhiều trò hay để mà có thể đón chờ trong thời gian sắp tới nữa. Tại vì ông hứa khi mà ông mua được Twitter thì ông sẽ cập nhật rất là nhiều cải tiến đối với cái nền tảng này, và dĩ nhiên là đối với một người mà thân thiện với crypto như ông thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ được hưởng lợi khá là nhiều, đúng không anh em? Rồi, và tin cuối cùng mình muốn gửi đến cho anh em, tức là dành cho những anh em nào mà đang hold XRP, tức là cái vụ kiện của SAC đó với Ripple đó, thì thay vì chúng ta có một cái điều mong đợi là sẽ kết thúc trong 2022 đúng không? Nhưng mà không. Vào đầu tuần qua thì bên phía SAC và Ripple họ đã ngồi lại với nhau và họ nói là ok, cả hai bên sẽ chính thức trì hoãn cái vụ kiện này và có thể kéo dài đến năm 2023. Thì đây là một tin khá là buồn đối với những anh em nào mà đang đầu tư XRP ha. Tại vì anh em phải chờ thêm một năm nữa để mà có thể có được một cái kết quả cuối cùng từ một cái vụ kiện khá là dài hơi đã được xuất phát từ cuối năm 2020 này rồi. Đó, thì rồi, ok. Thì mình nghĩ rằng cái video cũng khá là dài rồi nên mình cũng sẽ xin tạm dừng video tại đây ha. Cảm ơn anh em đã theo dõi mình. Và hẹn gặp anh em ở tuần sau nha. Bye bye.